Phương Oanh vừa đăng tải loạt ảnh mới trên trang cá nhân với phong cách bánh bèo, điệu đà. Sau thời gian dài lột xác, biến đổi như tắc kè hoa với hàng loạt hình ảnh mới mẻ, khi thì chất chơi sành điệu, lúc lại bí ẩn quyến rũ. Lâu rồi người hâm mộ mới lại thấy Phương Oanh dịu dàng, nữ tính như vậy. Đáng nói, trang phục của Phương Oanh giống hệt trang phục Hồng Diễm mặc gần đây khi cô quay ảnh Noel. Chỉ khác là Hồng Diễm phối set đồ dạ tuyết với áo đỏ mang đậm không khí Noel, còn Phương Oanh phối với áo xanh cùng tông. Hình ảnh mới của Phương Oanh thu hút nhiều bình luận của dân mạng. Nhiều khán giả háo hức lẫn tò mò dự đoán có lẽ Phương Oanh đi quay chương trình gặp gỡ diễn viên truyền hình. Đến hẹn lại lên, đây là chương trình được nhiều khán giả yêu thích ghi hình vào dịp cuối năm dương lịch, dự kiến lên sóng vào đầu năm 2022. Gần đây, các diễn viên như Hồng Đăng, Hồng Diễm, Lan Phương, Đình Tú, Minh Huyền, Quỳnh Cun cũng đã khoe họ đi ghi hình chương trình này. Thế nên fan cũng háo hức được chờ đón Phương Oanh, Mạnh Trường tái ngộ một lần nữa trên sân khấu gặp gỡ diễn viên truyền hình 2022. Bây giờ xin chào và hẹn gặp lại. Chúc các bạn có những phút giây thư giãn cùng thông tin 24 giờ. Đừng quên nhấn like, subscribe ủng hộ. Cảm ơn.